sao bật rớt đi. Bắt nó một lỗi. Bắt em lỗi. Thằng mày ấy, mày giật trước. Em nói gì? Mẹ thằng này đi ra. Anh à, đừng cho em đi vào. Đứng lại, đứng lại. Bắt em lỗi. Được rồi, được rồi, được rồi. Một đều rồi. Thành chạm 3 nhá, ai chạm 3 trước là thắng nhá. Trọng tài bắt chuẩn vào. 2-1. Giả đỉnh bên Đức một tí. Xong.